Ơi chết tôi rồi, Nhà đó đang đã ai đọc đi nhớ không nữa nha. đây Kìa đang tiến nhà. Ủa 60 MB là nhỏ đúng không? Vậy sao tùy theo cách sử dụng, nếu mà 60 MB mà theo file bình thường 60 MB là nhỏ, bây giờ nó quá nhỏ. Làm sao Này sử dụng chút thuốc. xem file gì mà sáu À, mươi con cái mèo quên, con quên. ba gì Đổ đi lại rồi đó. Này. nhiều phiên hay lắm. Một cái rùa của quỷ vậy đó. Mình nói. Đâu một ngày đừng có nói mười đồ quỷ đúng không? Mình có ăn cái nhập. Mà nó hai tuổi nữa. Cái đoạn thuộc con chó vậy? Cái gì thế? Hay là cái gì mong hả? Chết rồi. Sắp nào đến tay nào. Coi từ dưới con lên con dư được mấy chục ngàn mẹ ơi. Được rồi. Trăm ngàn à. Trăm ngàn. Bà ngoại chỉ không mua nước yến nữa, bà nội cũng đâu quán đâu. Bà ngoại nó xin tiền mà bà ngoại hỏi sao mẹ không gửi tiền, có nói mẹ dạo này bị kẹt rồi gửi tiền không được. Tôi ai? Chị Mẹ anh Mẹ gọi nãy trời. bà nghĩ là gọi hỏi tiếng cái gì? Hồi nãy quá. Nhớ mang máng hay Google gọi. Nghe đâu. Nhưng mà nhá. Ăn ăn là vô bảo cái bụng hả? Đã đói thì như thế. Ngủ không có gì hết hả? Giờ này đang có cái gì mẹ? Alo? Lắm? À, cái bộ phim mà cái đăng nó tên gì quên mất rồi, mẹ. Trời ơi, em cũng nhớ có cái từ đó à. Gì là chưa chọc hay là cái gì á? Cái gì chưa chọc á, đúng không? Giờ nếu mà chị Tâm nhớ thông tin tên gì nói tên cho em. Rồi vậy thôi, cảm ơn. Bye. Phim này ghê lắm, phim này là phim ma của Nhật Bản 2015. Đi xem xong. Xem rồi, xem rồi mà. Nào. Nọ. Sao thì tâm đó con phim hay, nếu mà con nhỏ nó chết trong thoát chết trong chiếc xe buýt là
gì nó không đồng số lượng cái giết, do nó cũng là định mệnh của nó, nếu mà nó chết thì mấy cái sống đúng không? Vì nó mấy con đấy là ngày xưa chết rồi, xong rồi cái thằng ôn ôn già già Nhưng mà con cũng ghê không? Ghê. Thì sao hỏi tao có ghê lắm nó không? Ai? Chị Tâm á, chị em con rồi á, nó không phục mình không? Đầu cắt đuôi người đi không ghê. À, chỗ khúc cắt đầu á, chị Tâm nó trời, phái con khúc đó tua là mười mấy lần coi. Anh đẹp mà. Phi Nhật lạnh quá. Phi Nhật ma hay nhất là Phi Ma Thái Lan. Có hôm qua hả? Ừ. Ngộ quá, bất lận với mèo có cùng ý hay sao á. Có hôm qua thì giờ tới mèo coi này sao mà biết cái này mà coi vậy? Mạng đâu coi? Mạng đó, là anh có đầy mạng. Bữa nó ký xong. Đâu về nó nào không ký vậy? Chẳng được. Sẽ hơi tốn ạ. Sao đất lận xem được? Hả? Hả? Ừ. Dễ mà, cây kiện khổng cho mèo đúng không? Mà được lắm, trời ơi trời. Phá. Nó đã rồi. Chuyện nữa giờ. Cái nào nó có hùng đó. Đó. À không hùng. Đó đó, này có. Có ra, thích không đó. Bắt chạy, vượt. Ghê quá à. Không ghê đàn đầu nó ngoài sáng mà tối đấy đâu mà sợ ghê không ghê. Mình không bị đứt đầu. Đứt đầu đó, đứt người như đứt đầu đó. Không biết cái chân ghê. Ghê. Nhưng là không. Đây cơn gió mà. Sẽ rất đẹp hả? Mà còn nó xinh không hả? Ừ. Em tưởng nó mấy người khác chứ mà còn nó xinh. Xong làm tiếng không làm tiếng hả? Không này nó à, mà là tiếng tiếng ấy. Ủa khi nào mới làm tiếng Anh em cứ khi nào xem trên đấy có mà em xem lên kênh trên Google gõ trên xem lên YouTube kênh này trò chơi ma quỷ là nó trên Google nó gõ có cái kênh phim riêng cũng đồng tính luôn. Là có coi được người tiếng không? Ủa, biển số của cướp mình bấm có biển số đâu? Rồi bảo mà. Em kinh xem phim ấy, em ghi chữ xem phim. Rồi xem ma quỷ. Nó có 2015. Sợ quá nè, sợ quá nè.
Sao em nặng vậy thế? Bản nào thì ma cầu người giàu núi sinh không? Ừ, xinh đẹp à? Cái con trai nó con quý. Bình thường khi nằm ma nằm ma giết người gặp trận đau tay. Nào chân về nhưng mà nói nó không có giao dịch. Có chưa, nó nói chuyện đâu nên nó bọn nó nói chuyện lung tung hay gì cần gì. À vậy chắc tôi đi chứ. Không có xem được, không có. Ờ vui vẻ lắm. Nó im lặng lắm. Dạ. Xíu. Xíu không? Xíu không? Đó, được rồi. Không ngứa tới đầu. Chứ xe tự nhiên nữa.
Sao? Nó chạy vô vậy? Xuống. Chạy đâu chết nữa. Chạy đâu chết đó hả? Đó phải đó chứ không, con chỗ ma đi. Nó luôn đi, chạy làm gì? Lúc đầu giờ không nằm sao biết cái gì buồn chứ là nếu như chị chết nó sống thì không sao nó bị chết được. Ở trong đường đâu mà dính bóng không có ai hết. Khung cảnh không hay hết. Ủa có bốn người kìa. Trên lắp nhãn hệ thống. Rồi nó cũng chết luôn hả? Nó chạy cho mình mà mình cũng ngồi họp cho nó đi chứ. Ôi ngồi ổn. Rồi nguyên cái thằng chết hết hả? Đó, chết hết. Bên trong đó có con... Đó. Ủa, thì còn nó chết hết hả? Ừ. Xác thôi làm về hết. Tự nhiên thế giới chết hết chỉ có mình sống là mình mới thôi. Cái sợ mãn con chết không Thank you.
luôn cái chuyện đó. Mấy năm bạn nãy đi trên xe hả? Ừ. Sống mà. Giờ chơi mà. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ừ, xem đi. Thế, con này lại. Mình cũng không hồn tự nhiên vậy chứ hát ở đâu vậy.